Thì bây giờ mình sẽ đẩy vào bên dưới cái gầm ghế sofa, tiếp vào trong luôn. Mấy cái máy lau nhà khác đâu làm được trò này. Haha, quá đã. Đây là một trong những cái máy hút bụi và lau sàn mà nó có rất là nhiều điểm cải tiến so với lại những cái máy mà mình đã từng chia sẻ với các bạn trước đây. Đây là Roborock Flexi Pro. Thì ở trong cái video này mình sẽ cho các bạn biết được là vì sao con máy này là một trong những cái máy lau sàn đối với mình ha, là hữu ích nhất trên thị trường hiện nay. Kể cả cái máy mà mình đang xài là Dreamy H12 Pro cũng không được xịn bằng con này luôn. Trong khi mức giá của nó thì đối với mình đó, mình thấy là vô cùng hợp lý. Bây giờ thì mời các bạn coi những cái điểm đặc biệt của con Roborock Flexi Pro này ha. Cái điểm đáng chú ý nhất của con Flexi Pro á là một cái tính năng mà Roborock họ gọi là Flat Bridge. Tức là nghe cái tên các bạn cũng có thể hiểu được một phần. Thì khi mà các bạn dọn dẹp ở dưới gầm sofa á, đối với lại tất cả những cái keo lau nhà trước đây của Dreamy cũng vậy, của Tinco cũng vậy, hay thậm chí là những dòng Roborock trước đây, thì các bạn không thể nào đẩy và nó đi sát vào bên trong được. Đó là cái nhược điểm của mọi cái keo lau nhà từ năm 2021 khi mình bắt đầu xài cho tới tận bây giờ luôn. Nhưng đối với lại cây này thì nó đã giải quyết được rồi. Con Flexi Pro này nó có thể nằm sát xuống mặt sàn mà không có bị hở lên một cái góc nào hết trơn á. Và lúc đó các bạn có thể đẩy vào gầm sofa, đẩy vào gầm giường, gầm tủ, hoặc là những cái nơi mà các bạn cần dọn dẹp sát ở bên dưới sàn. Trước đây để mà dọn được những cái gầm ghế như thế này á, thì chỉ có mấy cái máy hút bụi á, nó mới đi vào sát được thôi. Thì mình thấy á, là với cái tính năng này, ít nhất là ở thời điểm này thì Flexi Pro là cái máy lau nhà mà mình đánh giá cao nhất. Tại vì các hãng kia mình nghĩ là chắc chắn tới một thời điểm nào đó họ cũng sẽ bắt kịp với những gì mà Roborock đang làm ở đây. Nhưng mà tới thời điểm này thì các hãng kia họ chưa có ra những cái chức năng tương tự như vậy. Cho nên nếu bây giờ mà các bạn đi mua cây lau nhà thì đây sẽ là cái mẫu mà mình recommend cho các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ thử cái tính năng Flat Reach của con này trực tiếp cho các bạn xem luôn. Bây giờ thì cứ bấm lên thôi, không vấn đề gì hết. Thì ở phía sau á, các bạn thấy là nó có một cái ô trống này nè. Thì bây giờ mình sẽ đẩy vào bên dưới cái gầm ghế sofa. Thì bây giờ mình đẩy được sát xuống nè các bạn thấy không? Đẩy vào trong luôn. Tiếp vào trong luôn. Mấy cái máy lau nhà khác đâu làm được trò này. Ha ha, quá đã. Rồi biết vậy đợi H12 Pro một chút, đừng mua đi, mua con này là hợp lý hơn nè. Đã thì chứ. Tiếp vào bên trong luôn. Qua được tới bên kia, qua khỏi gần hết cái ghế sofa luôn. Nó mới bị kẹt lại nè các bạn. Gần hết cái ghế sofa mới bị kẹt lại. Đã thiệt. Đối với lại Roborock Flexi Pro thì cái con lăn á, nó vẫn được thiết kế sát ra, tràn ra hai viền ha. Như vậy thì khi mà các bạn dọn ở sát cái cạnh tường hoặc là cạnh tủ bếp chẳng hạn thì nó sẽ dọn vào sát được luôn. Nó sẽ sát vào cái cạnh tường nhất có thể. Cũng giống với lại tất cả những cái keo lau nhà cao cấp của Dreamy hay là của Roborock, thì con Roborock Flexi Pro này nó cũng có thêm cái tính năng lúc mà các bạn đi qua chỗ nào nó dơ, nó sẽ tự động tăng lực hút. Cái công nghệ đó gọi là Dirt Tag. Và các bạn cũng không cần phải làm gì ha, các bạn chỉ cần để chế độ auto thôi là nó sẽ tự động chạy cái tính năng này lên. Có một cái điểm khác biệt mà mình nhận thấy khi mà mình đẩy cái cây lau nhà này á, thứ nhất là nó nhẹ hơn, cái cảm giác sử dụng của nó khá là thoải mái. Và thứ hai á, là nó có một cái bánh xe. Cái bánh xe này nó tương đương với lại cái chức năng của con H13 Pro mới của Dreamy luôn. Cái bánh xe này sẽ tương đương với những gì mà con Dreamy H13 có thể làm được. Tức là nó giúp cho cái việc đẩy của cái cây này á, nó trở nên nhẹ nhàng hơn, nó trở nên thoải mái hơn. Và lúc mà các bạn đẩy á, thì các bạn sẽ không cần phải xài quá nhiều lực nữa. Thật ra trước đây á, tất cả những cây lau nhà mình từng chia sẻ với các bạn, không có cây nào mà các bạn cần phải đẩy nó kiểu nặng hết, nhưng con này nó lại còn nhẹ hơn như vậy nữa ha. Bây giờ mình nói về cái dock này chút xíu. Thì cũng giống như mọi cây lau nhà khác, khi mà các bạn xài xong, các bạn đặt về dock thì nó tự sạc và nó có cái chế độ tự làm giặt con lăn. Cái này là rất bình thường, cây lau nhà nào cũng có, kể cả những cây 6-7 triệu cũng có luôn. Nhưng cái điểm khác biệt của con Roborock Flexi Pro đó là thứ nhất, nó có giặt giẻ bằng nước nóng 60 độ C ha. Và thứ hai là bản thân cái việc giặt con lăn này á, nó cũng sử dụng thêm cảm biến để nó biết là con lăn nếu mà có dơ quá thì nó sẽ tự động tăng cái thời gian giặt con lăn lên. Và cái điểm khác biệt thứ ba đó là nó sẽ sử dụng khí nóng để nó sấy khô con lăn. Cái khí nóng này á, là 70 độ C. Đây là một cái điểm mà các bạn cần phải lưu ý nha. Đó là cái phiên bản mà dành cho thị trường Đông Nam Á đó, thì nó mới có cái tính năng sấy 70 độ. Còn khi mà các bạn lên web của Roborock á, các bạn thấy mà sấy 55 độ thì thực chất đó là cái phiên bản dành cho thị trường Mỹ. Ở Việt Nam mình thì cái phiên bản nó ngon lành hơn đó. Roborock á, họ có nói là có cái tính năng sấy con lăn 70 độ C. Mình cũng sẽ test nó với lại cái khăn giấy này ha. Bây giờ thì mình sẽ nhấn cho cái chế độ tự động dọn dẹp nó chạy trước, nó giặt rửa này nọ xong hết đi. Khi nào mà nó báo xong hết rồi thì mình lấy cái này mình định vô. Coi ha. Rồi thì bây giờ là nó đi trước vào cái khâu tự động dọn dẹp. Đó, thì lúc này là cái con lăn nó đang quay về phía trước nè. Chút nữa các bạn sẽ thấy là nó còn cuộn ngược ra sau nữa. Còn cái tiếng mà nó lớn như vậy á là nó để hút nước lên. À, nó mới là đảo 2 chiều á, thì các bạn thấy là bây giờ cái con lăn nó quay ngược lại nữa không? Đó, hồi nãy nó quay tới, bây giờ nó quay lui, bây giờ nó lại quay tới. Rồi chút nữa nó lại quay ngược lại.
Mục đích đó là để nó giặt được khô hơn, đều hơn cho tất cả các mặt của dẻ. Cái tính năng này con Tinko cũng có, Realme cũng có, Robodoc cũng có luôn. Nó mới vừa báo chữ dừng sấy khô. Như vậy thì cái thời gian sấy khô của nó là 15 phút nha các bạn. Thì bây giờ mình có để sẵn mấy cái miếng khăn giấy mà mình tách đôi ra luôn để đảm bảo là nó đủ mỏng. Chờ tí để cất cái điện thoại cái. Rồi bây giờ mình sẽ mở thử nó ra và coi thử coi là nó có còn ướt hay không ha. Xả tay trước đi, khô rồi với nóng. Ok, thử nè các bạn. Không có bị ướt ha. Ổn á. Vậy là cái thời gian sấy sẽ là 15 phút. Ngon phết. Cái này mình đánh giá cao nè, dọn rất ok luôn. Và cũng bởi vì cái con lăn bây giờ nó đã khô rồi, cho nên các bạn cũng không cần phải đi gỡ con lăn ra để mà để qua một bên như là những cái cây Robodoc Diaz ngày xưa. Ngày xưa lúc mà mình còn xài Robodoc Diaz thì sau khi giặt xong thì đôi khi á, là nó vẫn còn hơi ẩm thì mình vẫn phải để nó ra một bên, chứ nếu không thì để lâu nó có thể bị ẩm, nó bị hôi. Còn bây giờ thì con Flexi Pro này nó đã giải quyết được triệt để cái vấn đề đó rồi. Một cái điểm bổ sung nữa của con Flexi Pro á, và nó đã giúp con Flexi Pro này cạnh tranh coi như là head to head, cạnh tranh sòng phẳng hơn với lại con Realme H13 Pro, đó là nó có thêm một cái đèn đặt ở phía trước. Khi mà các bạn dọn ở những chỗ tối á, thì nó sẽ sáng lên. Lưu ý nha là cái đèn này chủ yếu là nó hỗ trợ chiếu sáng thôi, nó không phải là đèn laser để mà phát hiện bụi như mấy cái con hút bụi của Dyson đâu. Với mình thì cái tính năng này thật ra là không quá cần thiết, tại vì trong đa số tình huống mà mình cần phải xài cây này thì chắc chắn là mình sẽ bật đèn. Kể cả dưới gầm bàn, gầm tủ thì mình cũng không có cúi quá sát để mà mình thấy á. Nhưng mà thì cũng có đó, bạn nào cần thì có thể xài. Một cái tính năng nhỏ nhỏ nữa nhưng mà mình thấy là cũng hay đối với lại con Robodoc Flexi Pro này, thật ra trước đây cũng có rồi, bây giờ mình nhắc lại thôi, đó là nó có thể thông báo được bằng tiếng Việt cho các bạn nghe. Chế độ tự động, chế độ tối đa. Đối với lại những bạn nào rành tiếng Anh thì mình không nói với vấn đề gì rồi, nhưng ví dụ các bạn mua này cho bố mẹ mình, những người mà không rành tiếng Anh xài đi, thì khi mà nó có vấn đề gì đó hay là nó làm tới những công đoạn nào đó thì nó sẽ nói tiếng Việt lên. Như vậy thì các bạn biết được là nó đang chạy như thế nào, hoặc là bình nước nó bị hết, nó cũng sẽ báo lên bằng tiếng Việt. Thì lúc đó những người mà không rành tiếng Anh người ta cũng biết để mà thao tác. Chứ như anh em tụi mình thì rành tiếng Anh thì không nói rồi. Mình nhớ là Robodoc đã hỗ trợ được cái vụ tiếng Việt này chắc là khoảng 2 năm trở lại đây. Từ con Robodoc S7 á, là nó đã bắt đầu có tiếng Việt tích hợp rồi, và những cái cây lau nhà bây giờ cũng thế ha. Thêm một cái tính năng nữa của con Robodoc Flexi Pro đó là cái cây này có thể kết nối wifi, cho nên các bạn có thể điều khiển và thao tác từ app nữa. Nhưng mà mình thấy là trong đa số trường hợp thì các bạn cũng chẳng cần phải kết nối app làm gì hết. Chỉ có một cái đó là khi nào mà các cái con lăn và những cái phụ kiện khác mà nó cần tới thời gian thay á, thì nó sẽ gửi thông báo xuống cho app bạn thôi. Thì đó là cái tính năng duy nhất mà mình thấy là cần xài app. Còn lại thì như mình bữa giờ xài á, mình cũng không cần phải pair nó với app, mọi tính năng đều có thể thao tác được ở trên đây hết. Một số cái đánh giá chung của mình về cái cây này đó là bản thân mình rất thích nó. Và thứ nhất là cái thiết kế của nó rất là đẹp, các bạn thấy không? Nhìn nó fancy lắm. Nhìn nó không có giống như những cái cây lau nhà truyền thống mà của Realme hay thậm chí của Tinko hay thậm chí của cả Robodoc Diaz trước đây luôn. Nó có một cái vẻ thời trang hơn, nó hiện đại hơn. Rồi những cái cách mà Robodoc họ làm những cái nút hay là cái màn hình đó, nó cũng rất là tỉ mỉ. Hay là trên cái tay cầm này họ cũng khoét sẵn tất cả những cái lỗ để lúc mà mình cầm vào thì nó nhẹ nhàng và thoải mái. Lúc mà mình đẩy cái cây này đi á, thì như lúc nãy mình nói với các bạn rồi, nó nhẹ nhàng, và kể cả lúc mà các bạn nhấc nó ra như thế này nè, các bạn cũng sẽ thấy là nó nhẹ hơn so với lại nhiều cây lau nhà khác. Còn lúc mà các bạn đẩy đi thì đương nhiên nó có hai cái bánh xe để mà nó trợ lực, cho nên là cũng không có vấn đề gì hết. Kể cả các bạn nữ cũng có thể xài Flexi Pro, mình thấy là cũng không vấn đề gì đâu. Tính ra thì bữa giờ khi mà mình xài con Flexi Pro này á, mình chưa có phát hiện được cái nhược điểm nào của nó mà khiến cho mình phải bận tâm hay là khiến cho mình phải phiền lòng hết. Để mình xài thêm rồi có khi một tháng hay gì đó mình back lại review kỹ hơn cho các bạn coi. Chỉ có một cái nhược điểm mà mình chưa thích lắm á, lỡ mà mình gỡ cái bình nước dơ ra, mình bấm cái này nè. Bình thường nó có cái móc ở đây á, như mấy con Robodoc Diaz lúc trước có cái móc mình cầm dễ hơn, còn con này á thì mình phải kéo nó ra nè các bạn, xong rồi mới lật được cái thanh nắm này lên thì nó không được tiện đó. Đây mình cho các bạn coi. Trong khi đó dù cái phía trước này thì các bạn thấy nó có cái khe nè đó, làm cái khe vậy là xong thôi, còn làm ngoài sau thì nó hơi bất tiện chút. Trong đợt này á, ngoài con Robodoc Flexi Pro ha, thì Robodoc họ cũng mới ra mắt thêm là con Robodoc Flexi Lite. Nó là một cái bản cũng giống như thế này, thiết kế cũng giống như thế này luôn. Nó vẫn có tính năng Fast Reach để mà nó đi vào sâu trong gầm bàn, gầm tủ, gầm ghế được. Chỉ có một cái là thứ nhất là nó sẽ không có cái đèn phía trước, thứ hai là không kết nối được app, thứ ba là cái con lăn của nó không có sát ra hai cạnh mà nó chỉ sát một cạnh mà thôi, và thứ tư là nó không có cái tính năng giặt nước nóng như là con Flexi Pro.
Nếu mà kinh phí của các bạn không đủ, các bạn mua FlexiLite nó vẫn giải quyết được đa số những cái tính năng mà một con máy lau sàn cần thiết phải có. Giá ở thời điểm mở bán của con Roborock Flexi Pro này là 11 triệu 9. Mình thấy là con này sẽ bán độc quyền tại Mi Việt Nam. Ngoài ra thì con FlexiLite nó vào khoảng 8 triệu 9 thì phải. Tùy vào thời điểm thì có thể là cái giá này nó sẽ dao động ha. Tính ra thì với cái mức giá này thì con Roborock Flexi Pro nó cực kỳ cạnh tranh với con Realme H13 Pro luôn. Và như mình nói lúc đầu á, hai con bây giờ những cái tính năng này nọ là gần như sát với nhau. Và Roborock bây giờ không còn bị bỏ lại ở cái thị trường máy lau sàn nữa. Rồi, đó là những cái mình muốn chia sẻ với các bạn về con Roborock Flexi Pro. Cảm ơn các bạn đã xem video ha. Xin chào và hẹn gặp lại.